Hân hoan chào đón các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức Sao Việt. Và sau đây là tin tức. Ngọc Hân đưa bố mẹ đi du lịch Nhật Bản. Hoa hậu không phung phí đồ hiệu mà luôn tích góp để lo cho bố mẹ có cuộc sống đầy đủ về vật chất. Hôm qua ngày 8 tháng 8, Ngọc Hân lên đường sang Nhật Bản công tác. Dịp này cô cũng đưa bố mẹ đồng hành để tranh thủ cả nhà đi du lịch và khám phá đất nước mặt trời mọc. Năm nay đã 27 tuổi, nhưng người đẹp chưa vội lấy chồng mà tập trung cho sự nghiệp. Cô vẫn sống cùng bố mẹ tại ngôi nhà nằm sâu trong ngõ nhỏ trên phố Trần Khát Chân, Hà Nội. Hoa hậu tâm sự, cô sinh ra trong một gia đình bình thường, bố mẹ đều là công nhân viên chức. Cả hai đã hy sinh rất nhiều để nuôi cô khôn lớn và luôn ở bên hỗ trợ cho cô có được thành công như hiện tại. Khi kiếm được tiền từ các hoạt động trong showbiz và kinh doanh, cô không phung phí mua sắm đồ hiệu mà tích góp để lo cho bố mẹ có cuộc sống đầy đủ. Trong mỗi dịp công tác nước ngoài, thi thoảng Ngọc Hân vẫn đưa bố mẹ đi cùng để cả hai có cơ hội đến những vùng đất mà thời trẻ họ chưa có dịp đặt chân đến. Không lộng lẫy như tại các event, ngoài đời thường, Ngọc Hân chọn style ăn mặc trẻ trung, cô cũng chăm chút về ngoại hình cho bố mẹ. Cả gia đình cô hội ngộ với nhà thiết kế Hà Duy tại sân bay Nội Bài khi anh cũng sang Nhật công tác. Sang Nhật Bản công tác, Ngọc Hân còn mang theo bộ sưu tập áo dài mới nhất mà cô thiết kế, lấy cảm hứng từ hình ảnh nàng Geisha. Cô mang ra khoe với bạn bè và tiết lộ sẽ thực hiện bộ ảnh áo dài tại xứ sở Hoa Anh Đào. Xin cảm ơn tất cả các quý vị và các bạn đã đồng hành cùng tin tức Sao Việt trong thời gian qua. Chúng tôi mong rằng các quý vị và các bạn hãy tiếp tục ủng hộ cho tin tức Sao Việt để chúng tôi có thêm nhiều động lực cho ra mắt thật nhiều sản phẩm hay hơn để phục vụ cho quý vị và các bạn nhé. Một lần nữa, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.